Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Haki English. Đây là chương trình học tiếng Anh lớp 5. Trong chương trình này thì cô Hương sẽ hướng dẫn các em nội dung kiến thức về tiếng Anh trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài số 1, Unit 1, What's Your Address, Lesson 2. Now let's get started. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên trong Lesson 2 nhé. Phần này là Look, Listen and Repeat. Các anh sẽ nhìn vào tranh này, mình sẽ cùng lắng nghe và lặp lại theo. Bây giờ cô sẽ mở audio, các em sẽ cùng lắng nghe audio này nhé. Trong quá trình nghe thì các em nếu được, các em hãy ghi lại những gì mình nghe thấy được vào với vở của mình. Và khi mình vừa viết thì mình cũng sẽ vừa nói theo để mình cũng có thể luyện khả năng nói luôn. Bây giờ mình sẽ cùng nghe video này nhé. Page 8, Lesson 2, Activity 1. Look, listen, and repeat. A. What's your hometown, Trung? It's Da Nang. B. Oh, I like Da Nang. Did you live in the city? No, I didn't. I lived in a village in the mountains. C. What's your village like? It's small and quiet. D. Is it beautiful? Yes, I think so. Vừa rồi các em được nghe đoạn audio này, thì không biết là các em có nghe được hết toàn bộ audio và hiểu hết toàn bộ nó không nhỉ? Nếu như các em nghe và hiểu hết thì điều đấy rất là tốt. Còn trong trường hợp nếu như bạn nào vừa nghe và chưa hiểu hết thì không sao cả. Bây giờ các em sẽ cùng với cô Hương cùng tìm hiểu về tất cả nội dung trong đoạn hội thoại vừa rồi nhé. Đầu tiên mình sẽ cùng đến với đoạn hội thoại đầu tiên. Trong đoạn hội thoại đầu tiên thì nó sẽ có một từ vựng mới, đó là từ hometown. Hometown có nghĩa là quê. One more time, hometown. Và đây muốn hỏi quê của bạn ở đâu thì mình sẽ dùng là What is your hometown, Trung? Ồ, quê của bạn ở đâu vậy, Trung? What is your hometown, Trung? One more time. What is your hometown, Trung? Tuy nhiên trong phần tiếng Anh, ở đây cô đang để dạng đầy đủ là What is. Nhưng trong tiếng Anh thì thông thường trong văn nói người ta hay sử dụng dạng rút gọn là What's. Em lưu ý nhé, What is là dạng đầy đủ, còn what's là dạng rút gọn. Vậy nên thay vì nói là what is your hometown, Trung, thì trong audio vừa rồi bạn ấy sẽ nói là what's your hometown, Trung. What's your hometown, Trung. Okay. Thì đây là câu hỏi. Là khi nghe được hỏi như vậy thì Trung trả lời là is Đà Nẵng. Is Đà Nẵng, đó là Đà Nẵng. Tức là bạn Trung, quê của bạn Trung thì ở Đà Nẵng. One more time. Is Đà Nẵng. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ cùng ôn lại đoạn hội thoại vừa rồi nhé. Mình ở đây bạn ấy hỏi là what's your hometown, Trung? What's your hometown, Trung? Và Trung trả lời là is Đà Nẵng. Is Đà Nẵng. Tiếp theo mình sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bài này. Phần tiếp theo mình sẽ có là oh, I like Đà Nẵng. Oh, I like Đà Nẵng. Từ like là thì chắc các em biết rồi đúng không? Từ like này có nghĩa là thích. Oh, I like Đà Nẵng. Oh, mình cũng thích Đà Nẵng. Oh, I like Đà Nẵng. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có thêm một từ vựng mới là từ live. Live có nghĩa là sống. Live là sống. City. City là thành phố. One more time. City, thành phố. Sống ở trong thành phố. Ở thành phố mình sẽ dùng với cả cụm là in the city. In the city. Bạn sống ở thành phố. You live in the city. You live in the city. Đây là câu khẳng định. Hoặc trong trường hợp các em muốn chuyển thành câu hỏi thì trong câu hỏi trong tiếng Anh các em sẽ cần phải đặt trợ động từ lên trước chủ ngữ. Và trong trường hợp này, bởi vì là trước kia thì Trung đã sống ở Đà Nẵng nhưng bây giờ bạn ấy không sống ở Đà Nẵng nữa. Thế nên câu này khi mà bạn ấy hỏi thì bạn ấy sẽ hỏi ở dạng quá khứ. Và trong câu hỏi với từ câu hỏi có không ở trong dạng quá khứ, mình sẽ đặt trợ động từ did lên đầu. Did you live in the city? Bạn sống ở thành phố phải không? Did you live in the city? Did you live in the city? Bạn sống ở trong thành phố phải không? Và tiếp theo đó, bây giờ mình sẽ đây là câu hỏi có không thì mình sẽ cùng xem bạn Trung trả lời là gì nhé. Bạn Trung trả lời là no, I didn't.
No, I didn't. Không, không phải. Thì khi mình trả lời là không phải thì mình sẽ dùng với từ là no. Và trong câu này để trả lời cho câu hỏi có không thì mình sẽ thêm là I didn't. No, I didn't. Không, không phải. Tiếp theo, mình sẽ có thêm một số từ vựng mới trong câu tiếp theo mà bạn Trung nói. Từ vựng tiếp theo mình sẽ có từ là leave. Từ này thì cô vừa nói phía trên rồi đúng không? Nhưng trong câu này thì ta sẽ không dùng là leave nữa mà mình sẽ dùng với dạng là lived. Trong tiếng Anh thì một động từ nó sẽ được chia ở nhiều dạng khác nhau tùy thuộc vào thì trong câu mà chúng ta sử dụng. Nếu như động từ là dạng nguyên thể thì nó sẽ là live. Còn động từ live mà khi chuyển về dạng quá khứ, tức là nó nói về một sự việc ở trong quá khứ, thì chúng ta sẽ sử dụng với thì quá khứ. Khi chuyển về dạng quá khứ thì động từ live sẽ được chuyển thành lived. Lived. Em lưu ý phần này nhé. Mình sẽ cùng nói lại nào. Lived. Very good. Tiếp theo, mình sẽ có từ là village. Village là ngôi làng. Village. Và tiếp theo mình có từ mountain. Mountain là ngọn núi. Dạng số nhiều của nó sẽ là mountains. Mountains. Mountain là dạng số ít. Còn mountains là dạng số nhiều, chỉ nhiều ngọn núi. Và ở đây, bạn Trung đã trả lời là I lived in a village in the mountains. I lived in a village in the mountains. À, mình thì sống ở một ngôi làng miền núi. I lived in a village in the mountains. Very good. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ cùng ôn lại đoạn này nhé. Đoạn này mình sẽ nói là Oh, I like Đà Nẵng. Did you live in the city? Oh, mình thích Đà Nẵng. Bạn sống ở trong thành phố phải không? Bạn Trung trả lời là No, I didn't. I lived in a village in the mountains. Không, tôi không phải. Mình sống ở trong một ngôi làng miền núi. Ok, đây là đoạn thứ hai. Tiếp theo mình sẽ đến với phần tiếp theo. What is your village like? À, ngôi làng của bạn thì như thế nào? Ở đây mình sẽ có một câu hỏi mới. Khi mình muốn hỏi ai đó, cái gì đó như thế nào thì mình sẽ dùng là what is và sau đó đến chủ ngữ và có từ like ở phía đằng sau. Ngôi làng của bạn thế nào thì mình dùng là what is your village like? What is your village like? Và đây tương tự như phần phía trên cô vừa hướng dẫn, what is là dạng đầy đủ, còn dạng rút gọn mình sẽ dùng là what's your village like? What's your village like? Ok, em nhớ phần này nhé. Dạng đầy đủ là what is, còn dạng rút gọn lại là what's. What's your village like? Ok, bây giờ mình sẽ cùng đến với câu trả lời của bạn Trung và mình sẽ cùng học một số tính từ mới trong phần này. Đầu tiên mình sẽ có từ đó là small. Small là nhỏ. Small là nhỏ. Còn các em có biết từ lớn là gì không? Trái nghĩa với từ small, từ lớn là big. Very good. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ cùng học với từ small trước nhé. One more time, small. Và từ vựng tiếp theo là quiet. Quiet là yên tĩnh. Quiet. It's small and quiet. Nó nhỏ và yên tĩnh. It's small and quiet. Em lưu ý ở đây nó có từ is. Is kết thúc là chữ S. Và từ small bắt đầu cũng là chữ S. Nên trong tiếng Anh khi hai âm tiết giống nhau đứng cạnh nhau, nó sẽ có nối âm, nó sẽ nối lại với nhau, và trong tiếng Anh gọi là hiện tượng nối âm. Nên trong phần này cái mà nói là is small. Is small, từ is của âm S của chữ is và từ S của từ small sẽ nối với nhau thành is small. Is small and quiet. One more time, is small and quiet. Very good. Mình sẽ cùng ôn lại đoạn này một chút. Đầu tiên câu hỏi ở đây là what's your village like? What's your village like? Ngôi làng của bạn thế nào? Và bạn Trung trả lời là it's small and quiet. It's small and quiet. Nó nhỏ và yên tĩnh. Ok, mình sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Mình sẽ có ở đây là từ beautiful. Beautiful là đẹp. Các em lưu ý ở đây nó có T là T. Mình đã đọc là T. Tuy nhiên khi nói nhanh và nói lướt thì người ta có thể nói thành beautiful. Âm T được đổi thành âm D, beautiful. Và mình có cả câu nó đẹp, mình sẽ nói là it is beautiful. It is beautiful. Đây là câu khẳng định. Khi các em muốn chuyển thành câu hỏi nó đẹp có phải không, nó đẹp phải không, thì mình sẽ chuyển rất đơn giản. Các em chỉ cần chuyển động từ to be lên đầu thành is it beautiful. Is it beautiful? Is it beautiful? Nó đẹp phải không?
Thì đây là cách hình thành câu hỏi có không nhé. Với từ trong câu có động từ to be thì mình chỉ cần đặt động từ to be lên đầu. Is it beautiful? Very good. Và sau đấy thì mình sẽ cùng đến với câu hỏi của câu trả lời của bạn Trung nhé. Đầu tiên bạn Trung sẽ trả lời là yes. Yes, phải hay đúng vậy? Yes. Tiếp theo trong câu bạn Trung trả lời thì nó có thêm một động từ, đó là từ think. Think có nghĩa là nghĩ, nghĩ hay suy nghĩ, mình sẽ dùng với từ là think. Và ở đây bạn Trung có trả lời là yes, I think so. Đúng phải, tôi nghĩ vậy. Yes, I think so. Yes, I think so. Yes, I think so. Bây giờ mình sẽ cùng ôn lại cả đoạn này. Các em sẽ cùng nhìn lại. Đây là đáp án của toàn bộ phần vừa rồi. Từ phần số A, B, C, D, từng phần một trong đoạn audio mà vừa rồi các em nghe. Bây giờ các em sẽ nhìn vào bức tranh này và mình sẽ cùng nghe lại đoạn audio một lần nữa để xem sau khi được cô phân tích và học thêm những từ vựng trong bài này thì các em đã nghe đoạn này dễ hơn chưa nhé. Bây giờ mình sẽ cùng nghe lại nhé. Page 8, Lesson 2, Activity 1. Look, listen, and repeat. A. What's your hometown, Trung? It's Da Nang. B. Oh, I like Da Nang. Did you live in the city? No, I didn't. I lived in the village in the mountains. C. What's your village like? It's small and quiet. D. Is it beautiful? Yes, I think so. Vừa rồi các em đã vừa được nghe lại đoạn audio vừa rồi thì không biết là các em đã nghe dễ hơn lần đầu chưa? Nếu đã dễ hơn rồi thì rất là tốt. Còn nếu như mà các em nghe vẫn chưa thực sự rõ lắm thì các em có thể quay lại video, mình xem lại video từ đầu, mình xem lại phần cô hướng dẫn. Và mình vừa khi các em nghe cô hướng dẫn thì các em cũng vừa nghe và vừa nói theo cô luôn để mình luyện phần nói của mình. Khi các em nói được tốt thì tự nhiên phần nghe của mình cũng sẽ cải thiện hơn rất là nhiều. Còn bây giờ mình sẽ cùng đến với phần thứ hai trong bài này nhé. Và phần thứ hai của mình sẽ là point and say, tức là các em sẽ chỉ vào các hình như thế này và mình sẽ nói. Và trong phần này thì các em cũng sẽ luyện tập hỏi đáp với câu hỏi là what's the like, cái gì đó như thế nào, và câu trả lời là is, nó là nó như thế nào đó. Thì mình sẽ cùng thực hành với phần này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng, tôi sẽ đưa ra một số các ví dụ để các em cùng thực hành để mình sẽ hiểu hơn và biết nắm rõ hơn cách dùng của câu hỏi này nhé. Đầu tiên mình sẽ có câu hỏi, mình sẽ ôn lại một chút về phần câu hỏi là what's the like. What's the like? Thì các em chỉ cần muốn hỏi cái gì đó như thế nào thì các em chỉ cần dùng với là what's the, mình thêm danh từ cái đồ vật hoặc là ai đó hoặc là cái gì đó mình muốn hỏi vào đây, rồi thêm từ like hoặc cuối cùng là được. Và trong với những câu hỏi như thế này thì mình sẽ dùng câu trả lời là is, sau đó mình thêm các xe tính từ về đằng sau để miêu tả về cái đó. Ok, tiếp theo bây giờ mình sẽ cùng đến với một số ví dụ cụ thể hơn. Đầu tiên mình nói là what's the city like. Ô, thành phố thì thế nào? What's the city like? One more time. What's the city like? Và mình có từ big là to, lớn. Big. Từ busy. One more time. Busy. Mình có cả câu là it's big and busy. Nó lớn và náo nhiệt. It's big and busy. One more time. It's big and busy. Good job. Tiếp theo mình sẽ ôn lại cả đoạn này. What's the city like? What's the city like? Thành phố thì thế nào? It's big and busy. Nó lớn và náo nhiệt. It's big and busy. Ok. Tiếp theo mình sẽ cùng đến với một ví dụ khác để các em hiểu hơn về phần này. Mình sẽ cùng đến với câu là what's the village like? What's the village like? Làng quê thì như thế nào? What's the village like? What's the village like? Very good. Mình sẽ cùng đến với một số tính từ. Đầu tiên là từ far. Far có nghĩa là xa. Far. Tiếp theo mình có từ quiet. Từ này cô vừa hướng dẫn các em ở phía trên. Quiet có nghĩa là yên tĩnh. Quiet. It's far and quiet. It's far and quiet. Nó xa và yên tĩnh. One more time. It's far and quiet.
Very good. Trước khi đến với ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ cũng ôn lại một lần nữa cả câu hỏi và câu trả lời trong phần này để các em có thể nắm rõ hơn nhé. What's the village like? It's far and quiet. It's far and quiet. Very good. Tiếp theo mình sẽ cùng đến với một ví dụ khác. Trong ví dụ này thì cô sẽ hướng dẫn các em một từ mới, đó là từ town. Town. Từ này có nghĩa là thị trấn, town. What's the town like? What's the town like? Okay, one more time. What's the town like? Và ở đây, để nói về thành phố thì cô sẽ cung cấp cho các em một số cái từ mới. Từ đầu tiên mình có từ large. Large là rộng lớn. One more time. Large. Và một từ khác nữa, crowded. Crowded là đông đúc. Các em cứ vừa nghe cô nói và vừa nói theo nhé. Crowded. Crowded. Very good. Mình có cả câu it's large and crowded. It's large and crowded. Nó rộng lớn và đông đúc. It's large and crowded. Very good. Mình sẽ cùng ôn lại một chút. What's the town like? What's the town like? It's large and crowded. It's large and crowded. Very good. Tiếp theo mình sẽ cùng đến với một từ khác. Mình có từ hòn đảo là island. Island. One more time. Island. Và mình nói là what's the island like? Hòn đảo thì thế nào? What's the island like? Và một số tính từ mình có thể dùng để miêu tả về hòn đảo đó là small. Small. Nhỏ. Và pretty. Ok, các em nghe kỹ từ này nhé. Nó là từ pretty. Đây là từ xinh đẹp, pretty. One more time, pretty. Mình có cả câu it's small and pretty. It's small and pretty. One more time, it's small and pretty. Mình sẽ cùng ôn lại cả đoạn này. What's the island like? What's the island like? It's small and pretty. It's small and pretty. Very good. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ 3 trong bài số 2 nhé. Phần này nó sẽ là phần số 3 là let's talk, hãy cùng nói. Ask and answer questions about where you live. Phần này các em sẽ hỏi và trả lời về nơi mà mình sống. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Trong phần này các em có thể sử dụng 3 câu hỏi này để mình hỏi về nơi của bạn đó, của một ai đó đang sống. Và đây là phần trả lời. Bây giờ thì cô sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể để các em có thể hiểu hơn phần này. Phần này thì các em có thể trực tiếp ở trên lớp hoặc ở nhà. Nếu như các em ở nhà thì các em có thể là tìm một người khác để mình thực hiện đoạn hội thoại này. Một bạn hỏi, một bạn trả lời. Bây giờ cô sẽ đưa ra một ví dụ mẫu, một đoạn hội thoại mẫu để các em có thể biết về phần hỏi và trả lời câu hỏi, những câu hỏi này như thế nào nhé. Đầu tiên, mình sẽ có câu hỏi là where do you live? Where do you live? Là bạn sống ở đâu? Các em nhớ nhé. Khi mình muốn hỏi ai đó sống ở đâu thì mình sẽ dùng câu là where do you live? Where do you live? Very good. Và khi với câu hỏi là where do you live như thế này thì mình sẽ trả lời là I live in the city. Nếu như các em sống ở thành phố thì các em sẽ trả lời là I live in the city. Very good. Tiếp theo đến với câu hỏi thứ hai trong đoạn hội thoại này, mình dùng với câu hỏi là what's it like? What's it like? Nó thì như thế nào? What's it like? Và mình phải trả lời thành phố thì thường nó thường lớn và nóng nhiệt đúng không? It's big and busy. It's big and busy. Tiếp theo mình có thể hỏi câu là who do you live with? Who do you live with? Là bạn sống cùng với ai? Who do you live with? Who do you live with? Bạn sống cùng với ai? Ví dụ mình sống cùng với bố mẹ thì mình sẽ trả lời là I live with my parents. I live with my parents. I live with my parents. Đây là toàn bộ đoạn hội thoại thì các em có thể thực hiện. Mình có thể luyện tập và hình thành một đoạn hội thoại như thế này. Where do you live? Where do you live? I live in the city. What's it like? It's big and busy. Who do you live with? I live with my parents. Very good. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần số 4. Phần số 4 của chúng ta sẽ là listen and circle A or B.
Bây giờ các em sẽ cùng nghe tiếp một đoạn audio khác. Và sau khi các em vừa nghe này, các em vừa lắng nghe thật kỹ, sau đó thì mình sẽ trả lời những câu này nhé. Các em hãy nghe, sau đó mình sẽ ghi đáp án. Ví dụ câu số 1 mình chọn là A hay là B thì các em hãy ghi là 1. Nếu như em chọn là A ghi là 1A, nếu như mình chọn là B là mình sẽ ghi là 1B. Sau đó cuối phần này các em sẽ cùng kiểm tra lại xem là mình đã nghe đúng chưa, đáp án mình chọn đã đúng chưa. Còn bây giờ mình sẽ cùng nghe, cô sẽ mở đoạn audio này, các em hãy cùng nghe và trả lời những câu hỏi này. Page 9, Activity 4. Listen and circle A or B. 1. Where do you live? I live in a village. What's it like? It's pretty and quiet. 2. Where do you live? I live in a city. What's it like? It's large and busy. 3. Where do you live, Peter? I live in a town. What's it like? It's small and busy. 4. Where do you live? I live in a city. What's it like? It's big and busy. Vừa rồi các em đã được nghe đoạn hội thoại, 4 đoạn hội thoại để trả lời cho 4 câu hỏi này. Trong các đoạn hội thoại vừa rồi thì người ta đều thực hành đoạn hỏi đáp, xem là hỏi về nơi mà ai đó ở, hỏi về bạn đối diện xem bạn này đang ở đâu. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn các em kỹ từng câu một trong đoạn hội thoại vừa rồi. Để nếu như bạn nào nghe được rồi thì tốt, nhưng nếu như bạn nào mà chưa nghe được thì các em sẽ hiểu hơn nội dung của đoạn hội thoại vừa rồi. Và mình cũng khi mình hiểu hết phần đó rồi và các em mình nghe lại audio thì lúc đó mình sẽ nghe tốt hơn. Và cứ dần dần như vậy thì khả năng nghe của em sẽ, các em sẽ được cải thiện rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cùng đến với câu đầu tiên trong đoạn hội thoại vừa rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nghe đoạn hội thoại số 1, nó sẽ trả lời cho câu số 1. Các em hãy nghe thật là kỹ nhé. Đoạn hội thoại này nó sẽ nói về nơi ở của bạn Tom. Nơi ở của bạn Tom thì các em hãy nghe thật kỹ. Bây giờ mình sẽ cùng theo dõi và cô sẽ hướng dẫn các em từng câu một trong đoạn hội thoại vừa rồi. Okay, câu đầu tiên trong bài này nó hỏi là Where do you live? Where do you live là bạn sống ở đâu? Các em nghe kỹ và nói lại theo cô. Khi mà các em nói được tốt, nói được giống người nước ngoài, giống như trong video nói, thì tự nhiên khả năng nghe của các em cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thế nên việc đầu tiên các em hãy tìm cách để mình nói đúng, nói chuẩn giống như người nước ngoài đã nhé. Đầu tiên mình sẽ cùng nói lại cả câu này. Where do you live? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Và trong phần vừa rồi bạn Tom, bạn này có trả lời là I live in a village. I live in a village. One more time. I live in a village. Very good. Tiếp theo, bạn lại hỏi tiếp. What's it like? What's it like? What's it like? Nó thì như thế nào? Và bạn ấy có trả lời là It's pretty and quiet. It's pretty and quiet. Vừa rồi cô có hướng dẫn từ pretty có nghĩa là xinh đẹp. Nó thì xinh đẹp và yên tĩnh. It's pretty and quiet. Bây giờ là toàn bộ đoạn hội thoại trong phần số 1 khi mà một bạn hỏi về bạn Tom. Thì vừa dựa vào những gì cô vừa hướng dẫn thì bây giờ các em sẽ cùng đến với phần bài tập này. Mình sẽ cùng trả lời đáp án, mình sẽ trong câu số 1 thì các em sẽ chọn đáp án A hay đáp án B nhỉ? Mình sẽ cùng tìm hiểu các đáp án này nhé. Ở đây nó là Tom lives in a, Tom thì sống ở a pretty and quiet village, ở trong một ngôi làng xinh đẹp và yên tĩnh. Còn phần đáp án B là pretty and busy town. Nó ở trong một town là thị trấn, một thị trấn xinh đẹp và náo nhiệt. Thì trong đoạn vừa rồi các em vừa nghe cũng như phần mà cô vừa hướng dẫn thì trong câu số 1 đáp án của chúng ta sẽ là đáp án A. A pretty and quiet village. Bạn Tom thì sống ở trong một ngôi làng xinh đẹp và yên tĩnh. Tom lives in a pretty and quiet village. Okay, mình sẽ cùng đến với đoạn số 2 để mình trả lời cho câu số 2. Mình sẽ cùng hỏi xem bạn Tony ở đâu nhé. Câu số 2 đầu tiên bạn ấy cũng sẽ hỏi là Where do you live? Where do you live? Và bạn Tony trả lời là I live in a city. I live in a city. Sau đó bạn hỏi tiếp là What's it like? Nó như thế nào? What's it like? What's it like?
Ở đây, what's it like là câu nói tách ra. Còn khi trong tiếng Anh, chỗ này em nói liền lại với nhau thì chữ what's nó sẽ nối với từ it thành what's it. What's it like? What's it like? Ok, mình sẽ cùng nghe câu trả lời. Bạn trả lời là it's large and busy. It's large and busy. Nó thì rộng lớn và náo nhiệt. It's large and busy. Ok, và bây giờ mình sẽ cùng đến với phần câu hỏi này. Tony's city is. Thành phố của Tony thì các em dựa vào những gì cô phân tích và đoạn các em đã được nghe thì đáp án sẽ A hay B nhỉ? Nó sẽ là crowded and busy, đông đúc và náo nhiệt, hay là large and busy. Đáp án ở đây sẽ là đáp án B. Very good, is large and busy. Ok, good job. Tiếp theo mình sẽ cùng đến với phần số 3. Phần số 3 mình sẽ nói về nơi ở của Peter. Câu đầu tiên trong đoạn của Peter cũng là where do you live, Peter? Where do you live, Peter? Bạn sống ở đâu ở Peter? Ok, và bạn Peter trả lời là I live in a town. I live in a town. Tôi sống ở trong một thị trấn. Và bạn ấy hỏi là what's it like? What's it like? Nó thì như thế nào? Và bạn Peter trả lời là it's small and busy. It's small and busy. Nó nhỏ và náo nhiệt. It's small and busy. Bây giờ mình sẽ cùng đến với câu hỏi. Câu số 3, Peter's town is A or B? Em sẽ chọn đáp án A hay B nhỉ? A là big and crowded, nó lớn và đông đúc. Còn B là small and busy, nó nhỏ và náo nhiệt. Thì trong câu vừa rồi, theo đoạn vừa rồi các em nghe và phần cô phân tích thì câu số 3 đáp án sẽ là A or B? Đáp án sẽ là B, small and busy. Ok, very good. Và bây giờ mình sẽ cùng đến với câu cuối cùng, câu nói đoạn hội thoại về nơi ở của Linda. Mình sẽ có câu đầu tiên cũng là where do you live? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Where do you live? Và Linda trả lời là I live in a city. I live in a city. Very good. Và tiếp theo bạn lại hỏi là what's it like? What's it like? Nó như thế nào? Bạn Linda trả lời là it's big and busy. It's big and busy. Nó lớn và náo nhiệt. Vậy thì với phần đoạn hội thoại vừa rồi hướng dẫn thì câu số 4 các em sẽ chọn đáp án A hay đáp án B nhỉ? Linda lives in a đáp án A, big and busy city, ở một thành phố lớn và náo nhiệt, hay là small and busy city, một thành phố nhỏ và náo nhiệt, thì A hay B nhỉ? Đáp án ở câu này sẽ là đáp án A, big and busy city. Bạn Linda thì sống ở trong một thành phố lớn và náo nhiệt. It's big and it's big and busy city. Ok, very good. Nếu như bạn nào mà trả lời hết toàn bộ các đáp án như thế này thì chúc mừng các em đã làm rất là tốt. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Đây là phần số 4, listen and circle A or B. Mình nghe và cùng cho đáp án. Bây giờ mình sẽ cùng đến với phần thứ 5. Phần thứ 5 của chúng ta sẽ là write about you. Write about you. Phần này sẽ là các em sẽ viết về bản thân mình. Các em sẽ trả lời cho 4 câu hỏi. What's your address? Câu này cô đã hướng dẫn trong phần lesson 1, trong bài trước cô đã hướng dẫn rồi. What's your address? Có nghĩa là gì nhỉ? Nếu như bạn nào chưa biết phần này thì các em có thể quay lại xem bài unit 1, lesson 1 để mình sẽ hiểu hơn về câu này nhé. Còn câu này có nghĩa là địa chỉ của bạn là gì? What's your address? Có nghĩa là địa chỉ của bạn là gì? Một số ha, thì các em có thể viết địa chỉ của mình ở đây. Ví dụ như là it's 5 Trần Hưng Đạo Street. Ví dụ chúng tôi ở số 5 đường Trần Hưng Đạo, ví dụ như vậy. Câu số 2, what's your hometown like? What's your hometown like? Thì câu này cô vừa có hướng dẫn ở phía trên. Câu này có nghĩa là quê của bạn thì thế nào? Quê của bạn thế nào? What's your hometown like? Thì các em có thể trả lời bên này it is small and quiet. Nó nhỏ và yên tĩnh, hay là it's big and busy. Thì tùy vào thành phố của các em, tùy vào của quê của các em mà các em phải trả lời cho câu này. Tiếp theo đến với câu số 3. Who do you live with? Who do you live with? Có nghĩa là bạn sống cùng với ai? Các em sống cùng với ai thì các em sẽ trả lời vào đây. Ví dụ mình sống cùng với bố mẹ, mình sẽ nói là I live with my parents. I live with my parents là tôi sống cùng bố mẹ. Còn câu số 4. Do you like living there? Do you like living there? Là bạn có thích sống ở đó không? Do you like living there? Với câu này thì các em mới trả lời là yes hoặc là no. Nếu như các em thích sống ở đó thì mình sẽ nói là yes, I like
Yes, I like. Còn nếu em không thích thì nó là no, I don't like. No, I don't like. Nó như vậy. Ở đây câu hỏi là why, là tại sao. Tức là nếu như bạn thích sống ở đó thì tại sao, why. Còn nếu như bạn không thích sống ở đó thì là why not, tại sao không. Thì sau đó các em phải chọn nói lý do ra. Ví dụ là yes, I like because it's very beautiful. Vì nó rất là đẹp. Ví dụ các em có thể trả lời như vậy. Hoặc là mình nói không, chẳng hạn là no, I don't like because it's busy. It's too busy. Nó quá là náo nhiệt hay nó quá là ồn ào. Thì đấy là tùy thuộc vào cách trả lời của các em cho các câu này. Thì các em nhớ nhé, mình đọc thật kỹ 4 câu này, sau đó mình trả lời lần lượt từng phần một. Ok, đấy là về phần số 5, write about you. Phần này thì các em sẽ cần phải tự viết về bản thân mình. Tiếp theo đến phần số 6. Phần số 6 ở đây chúng ta sẽ có một phần rất là thú vị. Phần số 6 này chính là phần mà các em sẽ cần phải chỉ ra những điểm khác nhau. Difference, spot the difference. Các em sẽ cần chỉ những điểm khác nhau trong hai bức tranh này. Hai bức tranh này sẽ có một số các điểm khác nhau. Các em sẽ cần phải nhìn thật là kỹ và khoanh vào những phần khác nhau ở hai bức tranh này. Phần các em có thể quan sát thật kỹ và mình hãy tự làm phần này. Ok, bên dưới, ok. Tuy nhiên là cô sẽ đưa cho các em phần đáp án luôn. Đây là một số phần mà cô đã tìm được điểm khác nhau ở trong hai bức tranh này. Đây là điểm, một số điểm khác nhau giữa hai bức tranh. Điểm khác nhau, đây là màu xanh, còn bên này là lại màu đỏ. Ở đây thì có cái cây, ở đây không có cây, bên này thì có cái cây. Thì đây là một số điểm khác nhau giữa hai bức tranh này. Thì các em có thể tìm thêm, nếu như mà đây là một số các phần mà cô đã tìm ra được giữa khi mà cô quan sát hai bức tranh này. Nếu như bạn nào mà tìm được thêm nữa thì càng là tốt, thì thật là thì tốt hơn rất là nhiều. Thì các em thử tìm nhé, mình cứ thử tìm. Nếu như mình tìm thêm được những điểm khác nhau nào nữa thì các em nhớ khoanh vào điểm khác nhau giữa hai bức tranh đó nhé. Ok, vừa rồi là cô Hương đã hướng dẫn các em toàn bộ nội dung kiến thức trong bài Unit 1 Lesson 2, trong phần Lesson 2 của bài số 1 rồi. Thì nếu như bạn nào đã hiểu thì rất là tốt. Còn những bạn nào mà các em thấy mình vẫn chưa hiểu hết, mình vẫn còn những cái phần băn khoăn thắc mắc, thì các em có thể quay lại video để mình xem lại phần nào mình còn thắc mắc, phần nào mình chưa hiểu thì các em sẽ xem lại phần đó. Còn đây là toàn bộ nội dung kiến thức trong phần này rồi. Để nhận được thông báo cho những video tiếp theo thì các em có thể đăng ký kênh, subscribe ở phía bên dưới. Và hẹn gặp lại các em vào tối thứ năm 19 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh Thai Kỳ English. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Goodbye and see you next time. Bye bye.